Dạ, xin kính chào các quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thầy Dấu Tèo trong buổi live tối hôm nay, ngày 3 tháng 9, 2024 và bây giờ đang là 21 giờ 42 phút. Dạ, lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, an yên và quý vị ủng hộ kênh vui lòng nhớ bấm nút đăng ký và bấm cái chuông để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh. Quý vị yêu thương, vui lòng cho em xem ngón tay đẹp, bấm nút thích để lại thật nhiều bình luận tích cực, vui vẻ để tăng tính kết nối với kênh cũng như là giữa các thành viên trong đại gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Buổi tối vui vẻ, mát mẻ quý vị nha. Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ hết rồi không ạ? Ngày hôm qua là lễ mọi người đi chơi quá, bỏ em bơ vơ, trống vắng. Hôm nay không biết có, hôm nay thì em lại lô bô em chạy công chuyện từ sáng tới giờ. Mới tạm xong quý vị, mới tạm xong cho nên leo lên live luôn quý vị, chưa ăn tối nữa. Rồi mà trễ lúc trễ lơ rồi, giờ 10 giờ tới nơi rồi chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Em bơ vơ tiếp với quý vị. Em chào cả nhà nha, buổi tối vui vẻ nha quý vị. Em chào vị Lý Chính, vị Hường Nguyễn, cô Bờ, vị Thủy Nguyễn, vị Ngọc Ánh Quỳnh, vị Thu Võ, vị Nguyễn Cường, vị Cam Lê, vị Linh Phạm, vị Tòng Võ, vị Tê Quê Tô Miền Tây. Em chào vị Lan Coi, vị Liễu Đinh, vị Lộc Võ, vị Loan Trương, vị Xuyên Hoàng, vị Cầm Nguyễn, vị An Tân, vị Tâm Trần. Em chào vị Đỗ Thị Thắm, vị Hồng Thanh, vị Hoài Niệm, vị Vô Tình, vị Thị Trang Phạm, vị 2T, vị Hồng Kim Lê, vị Lan Hồ Thị, vị Tuyết Lê, vị Thì Dương, vị Hiền Vũ, vị Chu Sinh Chu, vị Thảo Nguyễn, vị Đê Lê, vị Phương Nguyễn, vị Tịnh Nguyễn Quốc, vị Lương Đậu. Em chào hết cả nhà nha quý vị nha. Em lướt lướt chào cả nhà. Tính bài ra mà sợ không kịp quá, nay là mùng mấy rồi ta? Em hỏi tại em hai bài quá quý vị. Nay mùng mấy rồi ta, để em coi coi nha. Mùng 3 hả? Mùng 3 còn kịp không ta? Tính lấy một mớ lồng đèn. Tính lấy một mớ lồng đèn con cá đó quý vị. Tính lấy một mớ lồng đèn con cá tặng quý vị nào mà có đặt hàng trong thời gian giờ tới, ví dụ như trong vòng 7 ngày hay gì đó, đúng không? Trong 7 ngày đây là có đặt, quý vị đặt đơn á, tặng cái lồng đèn con cá. Mà về quý vị phải biết rap nha, phải coi clip rap lồng đèn con cá quý vị. Thấy trend giờ đang làm ủa, ba tay chứ không phải mùng 3 hả quý vị? Nay mùng mấy? Nay nay mới mùng 1 à. Nay mới mùng 1, mùng 1 chứ không phải mùng 3. À nay ba tay còn mùng 1 hả quý vị ha. Mùng 1 vậy kịp với quý vị. Làm tặng lồng đèn con cá mà không biết quý vị đáp nổi không. Quý vị biết đâu quý vị. Đang trend của mùa trung thu năm nay nè. Đang trend mùa trung thu năm nay nè. Quý vị thích em lấy lồng đèn con cá gì em tặng. Bà ra rap cực lắm nha, ra nhưng mà là lên thấy có vẻ đẹp lắm quý vị. Em cũng chưa ấy nữa mà thấy đang trend cũng xôm xôm nè quý vị. Đây nè, nhìn ảnh cũng đẹp lắm quý vị. Mà phải ngồi rap nha, phải ngồi lấy keo nến đó quý vị. Ví dụ như ai có máy bắn keo nến đó, thì súng bắn keo nến đó, thì còn đỡ nhờ, còn không phải cây viết chì. Ở gì, cây đèn cày. Rồi đốt keo nến đó rồi mình đây, tên nhìn cũng đẹp lắm quý vị. Đây nè quý vị, cái lồng đèn con cá nè, em nhìn thấy cũng vui đó. Ngồi mình phải ngồi gắn từng cái vảy nó nha. Vảy nó mình gắn từng cái một cái nha. Gắn từ cái vây, gắn từ cái đuôi, rồi đính từ cái hộp đây nè quý vị. Nó rồi gắn đèn trong đây nữa. Nó gắn mắt, gắn cái lỗ mũi đây nữa quý vị. Là nó có cái mẫu này nè quý vị, em thấy cũng vui. Làm quà trung thu, còn không thì thôi làm cái tặng cái lồng đèn công chúa trong cái trung thu này thì nó gọn hơn.
nhưng mà cái đó nó thường, còn cái này là cho quý vị ráp. À, nó ráp có vẫy có vây rồi nè quý vị. À, quý vị thấy không? Thấy có đam mê ngồi ráp con cá hơn quý vị. Có đam mê người ráp con cá thì em tặng, em lấy ra lồng đèn về em tặng cho quý vị nào trong cái dịp trung thu này nè quý vị cho vui. Đó, và ráp từng cái miếng vải vậy nè quý vị. Em thấy là đang là cái mùa trung thu này đang có cái trend này nè, đó ráp có cái vây, có vây lưng nè, nó không rồi vây đuôi nè quý vị, rồi vẫy nè, rồi mắt nè, rồi ấy về mình tự mình ráp lại quý vị, mà phải dùng keo nến ráp nha, không biết mọi người có ráp được không, nó lên thấy cũng đẹp nữa quý vị, rồi có đèn nữa nha, không có nhạc thôi đó. Còn không thôi đơn giản cái Vì em Nguyễn về có các cháu thích ráp đá tèo, dạ tính có món quà trung thu dịp này ví dụ làm trong 10 ngày thôi, đặng cho lần trước trung thu chứ thôi là về tới không kịp trung thu mọi người ấy. Tặng cái bánh ăn rồi hả, cậu bánh trung thu mắc lắm quý vị, tặng về cái bánh cả 100.000 gì nổi. Món đồ chơi vài chục thì chơi chơi được, chứ cái bánh cả 100.000 thì ra đầu ngõ mua cái rồi quý vị. Các cháu thông minh lắm, các cháu nhìn cái là ráp được hết. Để tại hồi chiều em đi qua bên kho đồ điện tử đó quý vị, lấy mấy cái quạt sạc để trả đơn cho nhà mình, tại bữa giờ em nợ đơn nhà mình còn mấy đơn mà dính tới quạt sạc, mà em hết quạt sạc bữa em tặng hết trơn rồi, cái quý vị đặt đơn mà có quạt sạc em đâu có quạt sạc để em trả, cho nên là phải chịu cái đi lấy đi quấy qua đó, thấy người ta có lấy đều lồng đèn con cá về ta ráp đó quý vị, thấy cũng vui vui. Rồi không biết tặng mọi người có ok không nữa. Rồi ơi, rỉ mọi người ráp coi YouTube rồi. Nó có rỉ mọi người ráp cũng mắc cười lắm mà cũng lâu lắm nha. Mà chắc để cho mấy đứa nhỏ nó ngồi nó nghịch thì cũng được quý vị. Tự nó ráp có cái lồng đèn cầu kỳ cho cái cách riêng của nó quý vị. Giờ tới đó chắc còn kịp đó. Còn không thì ráo rồi có cầm rước đèn trung thu theo ông Lan được không thầy hả vậy? Dạ nó có đèn nữa quý vị, gắn pin vô, có pin có đèn sẵn nữa, gắn pin vô chớp 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 quý vị. Giờ nó làm nhiều cái món trung thu cũng 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 thú vị, mỗi năm mỗi mùa mỗi kiểu, mỗi Tết cái lại là có cái mẫu thiệp khác nha, rồi mỗi trung thu lại có cái mẫu lồng đèn khác. Để cho là mọi người có thay đổi cái gì, giống như là hồi Tết được rồi thì có cái trend nó làm mấy cái ông thần tài lúc lắc cái quý vị gắn cục pin đó, rồi có cái bức liễn đó, rồi ông thần tài lúc lắc có cục pin ông lắc cũng hết Tết cũng chưa hết pin quý vị, cũng hay lắm. Tài xếp cho bé đen với gỗ này thầy hả? Chị Xuân mới đi về Gò Công nè, rồi thấy có tình cờ gặp bé đen đó, rồi không biết có tặng lồng đèn không, không biết nè. Cái đó quý vị hỏi chị Xuân nha. Ngày hôm nay ha cũng là tiếp tục lứt lứt thôi đi, còn nói chuyện vé đi. Hiện tại nha, hiện tại thì sơ đồ vé chưa có tô thêm, chưa có tô thêm nhiều, mà là tô trên danh sách của em thêm thì có, tức là cũng có các cô chú anh chị tích cực ủng hộ mua vé thêm, tại vì sơ đồ em lấy quý vị là nó luôn có sự dịch chuyển. À, chứ không phải là
quý vị lấy nhiêu là em nếu quý vị mua nhiêu là em lấy nhiêu, thì như vậy khó cho là khi mà ví dụ như team chị Xuân đi nè, chị Xuân chỉ đăng ký cứ vài bữa thêm vài người, vài bữa thêm vài người, từ giờ team của chị Xuân là 1 2 3 4 5 6 7 7 người đó, team chị Xuân 7 người mà cứ thêm từ 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 vô mà muốn xếp liền. Xếp liền thì em phải có lấy trừ hao ra quý vị, em phải có cái giảng ra đặng cho mới có liền chỗ được. Hoặc là team chị Phượng cũng vậy, có rủ thêm, rủ thêm thì lại là xếp 5 cái liền, thì lúc nào cũng phải lấy giảng ra, thì chứ không thôi là người ta ngồi vô chỗ đó rồi mình muốn liền thì sao mình liền được quý vị. Cách em làm cái sơ đồ vé đúng không, để cho là cần cái liền là phải có liền. Ví dụ như team của cô Đan nè, team cô Đan, kêu cô Đan giờ em đang bị ứ hự thiếu một chỗ nè, không có xếp liền cho team của chỗ của cổ được, tại vì đang ở hàng đầu, đang hàng đầu mà giờ mà muốn liền thì phải cho team cổ đi xuống hàng sau, mà cho nên thành ra có một cô ngồi ở ngay sau lưng thì cũng linh động được vậy đó. Đó, từng nhóm vậy đó quý vị, ai đi cũng muốn ngồi liền chỗ á, cho nên nó làm phải có lấy trừ hao chỗ ra, thì trong quá trình đó sẽ có những chỗ nó còn trống trên sơ đồ, mặc dù tức là trống trên danh sách nhưng mặc đầu trên sơ đồ là đã gạch rồi, nhưng mà trên danh sách đây là em còn trống, thì hiện tại là danh sách của em á, đã tô nha, đã có nhưng có chủ sở hữu là 285 vé rồi nha quý vị, coi như em cũng đang tiến gần về cái mốc 300 mà em đặt mục tiêu, thì mong là cả nhà tiếp tục ủng hộ nha cái sơ đồ vé, mình được tô thêm đông thêm đi đông thêm vui ha quý vị nha. Em ở đây là đã có là vé có chủ đó quý vị, vé có chủ đó là đã 285 vé, mục tiêu của em là sẽ tiến tới mốc là 300 vé nha quý vị nha, là có thể là sẽ vượt mốc 300, thì được cố gắng quý vị, cố gắng hy vọng là sẽ qua được mốc 300 nha quý vị nha, trong cái sau tới đây chia sẻ với cả nhà tình hình vé là như vậy. Cũng có cô chú liên hệ thì lấy vé đúng giá đúng gốc, không có muốn tiếp sức gì để dành đó cho những cái trường hợp cần, đúng không? Cũng có cô chú thì muốn có tiếp sức, thì cái đó là em trên cái quỹ của em đó quý vị, cái số tiền em giữ đây nè, mà còn thì em còn tiếp, tức là đúng tình huống và hợp lý thì em tiếp nha quý vị ha, kiểu kiểu vậy đó quý vị, để cho là ví dụ như thấy đi hơi đuối đúng không, đi hơi đuối mà nhà mình thì thường thường là đuối thiệt mới than, chứ ít có than kiểu mà giả lả, cho nên là thí dụ như vậy, thì ví dụ như mua hai vé 500 thì em tiếp một vé 500 cũng ok quý vị, hoan hỷ vui vẻ để nhà mình đi đông cho vui nha quý vị ha, chứ bình thường thì mọi người cứ đúng giá gốc mua. Rồi cũng có cô là cũng lấy có tiếp sức nhích lên chút, ví dụ như 700 lên 900, cái nào giải quyết được em cũng giải quyết được quý vị, để cho là nhà mình đi đông và ai cũng vui hết trơn quý vị, tại vì tiền của nhà mình lo cho nhà mình, cái tiền mà tiếp sức đây là của các cô, để sao để cho cái sơ đồ vé mình mọi người đi đông cho vui, đây là tiền của các cô xài cho các cô, tiền của đại gia đình xài cho đại gia đình, cho nên em không có là khó khăn gì hết, nhưng mà em duy trì một cái sự dung hòa hợp lý nha quý vị ha, để cho là không có bị lạm dụng vào cái phần mà đóng góp của đại gia đình ha, và đúng cái tinh thần là tiếp sức cho đại gia đình đi với con một cách vừa phải, tức là nó đúng cái tinh thần của tiếp sức, tránh bị lạm dụng nha quý vị nha, cố gắng vậy đó quý vị, và nhà mình thì tuyệt vời lắm, các cô cho ông hết mà quý vị, cho nên cái chuyện lạm dụng cũng không có quý vị, cũng đỡ lắm quý vị. Các cô thương cho ông hết quý vị ơi, ở đâu có ai mà cầu kiếm cái gì từ mấy cái này, cho nên nó là làm thấy cũng vui lắm quý vị. Rồi ngày hôm nay thì có cái chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, mọi người chắc cũng có theo dõi ở trên
Facebook rồi đó quý vị. Cái chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy cũng rất là dễ thương, vui vẻ, liên quan tới sau 15 tháng 9. Hồi sớm em thấy em cũng mắc cũng cũng giật mình, nói ủa sao sau của chú Cường mà anh Nguyễn Nhất Quy cũng có nói cái gì đây trời. Thì ra là cũng có cái mối lương duyên kết nối hai ông chú thông qua một bé Cường. Đây là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy chia sẻ vào 7 giờ trước. Vừa qua lễ cái tới công chuyện liền à. Mấy đứa tên Cường đều siêu cute nè. Thằng em thì quá chân thành, đứa cháu thì quá dễ thương, còn gia đình xanh ruột chuối thì quá tuyệt vời. Làm sao mình không có mặt cho được. Mà bữa đó không biết có chiếc ghe nào chịu chở thẳng từ Vuông Cua Cà Mau lên thẳng nhà hát thanh niên ở Sài Gòn đây không biết. Hi hi hi. Nhạc sĩ cho biết là mình đang ở dưới Vuông Cua, ở dưới Cà Mau nha, chờ có một cái chuyến xuồng nào đó coi như cho quá giang, đi thẳng lèo từ ở dưới Vuông Cua dưới Cà Mau lên tới nhà hát thanh niên để làm khách mời đặc biệt trong cái show của chú Quy ối qua chú Cường với cháu Cường, song Cường ha quý vị ha. Cho nên mạnh giờ ông trả lời vậy cũng không biết ông có đi thiệt không ta, chắc có đi ha quý vị ha. Chú anh Nguyễn Nhất Quy ông nhiệt tình mà ông cũng là ham vui vui vẻ mà quý vị, cho nên là hy vọng là sẽ có nhạc sĩ Nguyễn Quy tham gia ở trong cái show Nhâm Nhi Guitar 15 tháng 9 tới đây. Nhân giờ ông trả lời gì đúng không? Thằng em thì quá chân thành, tức là nói chú Cường đó. Rồi đứa cháu thì quá dễ thương, tức là nói là cháu Cường. Rồi còn gia đình xanh đột chuối thì quá tuyệt vời, đúng không? Ai cũng tuyệt vời, tức là chủ của show, rồi ca sĩ của show, rồi khán giả của show, ai cũng đều tuyệt vời hết. Và chủ show, khán giả show và ca sĩ của show cũng đều hoan nghênh chú Quy có đến với sau 15 tháng 9 tới đây. Hy vọng chú Quy sẽ có mặt. Đây là anh Nguyễn Minh Cường có nhắn với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy. Dạ anh Quy ơi, sau 15 tháng 9 sắp tới, em có thể xin phép anh Quy cho em được sử dụng 3 bài của anh là Đêm Cô Đơn, Thương Nhớ Người Dân và Cũng Đành Ngó Lơ, được không ạ? Như vậy đây là có một bài mới nữa không, bài Đêm Cô Đơn nhạc trẻ nè quý vị. Có lẽ là bạn Cường sẽ hát ha quý vị ha, tại vì bạn Cường hát chính mà, cho nên là còn ai trong khoai đất này nữa, quý vị đồng ý không quý vị? Rồi Thương Nhớ Người Dân thì bài này bạn Cường hát nhiều rồi. Bài Cũng Đành Ngó Lơ là bài mới của bạn Cường ở sau Đà Lạt vừa rồi, nữa không? Thì hai bài Thương Nhớ Người Dân và Cũng Đành Ngó Lơ thì là nhà mình có nghe bạn Cường hát qua rồi, còn Đêm Cô Đơn thì là chưa, và đây lại là bài nhạc trẻ. Cũng đúng trong cái tông của cái chương trình mà chú Cường cũng có chia sẻ là cố gắng làm sao mà giữ được cái chất của Hồ Văn Cường, đúng không? Và cũng có pha thêm những cái màu sắc mới cho đa dạng trong cái hành trình đi của Cường, thì sẽ là đang xen trong đó sẽ có là nhạc dân ca và nhạc trẻ, chứ không có phải là đi thuần hết là ballad hết, đúng không? Trong các cái show của Hồ Văn Cường. Thành ra ở đây liên quan tới nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng có hỏi với nhạc sĩ để xin phép sử dụng 3 bài Đêm Cô Đơn, Thương Nhớ Người Dân và Cũng Đành Ngó Lơ. Em có lên kịch bản để tôn vinh những nhạc sĩ gạo cội của làng âm nhạc Việt ạ. Với cả hôm đấy nếu anh không bận, em có thể mời anh đến sau để thưởng thức, cũng như cho em được gửi lời cảm ơn đến anh, được không ạ? Nha. Thì đây là cái lời xin phép của anh Nguyễn Minh Cường đối với tác giả ba bài hát.
Đêm cô đơn, thương nhớ người dân và cũng đành ngó lơ. Trong cái chương trình Nhâm Nhi Guitar 15 tháng 9 tới đây. Bài Đêm cô đơn, bài đó là em nhớ là song ca ha quý vị ha, đang trường Cẩm Ly ha quý vị, đang trường Cẩm Ly rồi như Lam trường Cẩm Ly cũng có hát song ca bài này thì phải đúng không? Mà nhớ là như là cái bài này là đang trường Cẩm Ly, đúng không quý vị ha? Thời những năm 2000, đỉnh điểm chắc là không chưa 2000 luôn quý vị. Bài này là những năm 90, 97, 98 được quá. Những năm đó đó quý vị, tầm đó đó quý vị. Em nhớ ăn án chắc phải tầm đó đó là đang cực thịnh cái bài này. Hết thời đó ha. Thì có thể ha, có thể nha quý vị. Là bạn Cường sẽ thử nghiệm thêm cái những bài nhạc trẻ của chú Quy trong cái show Nhâm Nhi Guitar tới đây. Thì cái cách của bạn Cường đi là quý vị cũng thấy các cái show cũng sẽ là đan xen vừa mới vừa cũ, vừa tìm tòi cái mới để từng bước vừa học vừa khám phá đó quý vị, vừa hoàn thiện cái kỹ thuật thanh nhạc của mình, đúng không? Vừa đa dạng thêm màu sắc thanh nhạc của mình, âm nhạc của mình nữa, rồi vừa trau dồi hoàn thiện hơn nữa cái sở trường nhà dân ca của mình. Thì trong đây quý vị thấy là có hai bài dân ca, một bài nhạc trẻ để cho Cường thể nghiệm ở trong cái show Nhâm Nhi tới đây. Đây là hé lộ được ba bài ha quý vị ha. Thì có thể là sẽ có những màn mashup, có những mà cái cách mà làm mới những ca khúc cũ, hoặc là những bài hát đã quen thuộc của Hồ Văn Cường, hoặc là của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, hoặc là của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy nha. Ít nhất là đây chúng ta biết là sẽ có ba bài của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, Hồ Văn Cường đã hát trong show Nhâm Nhi Guitar tới đây. Nhạc của chú Cường thì coi như Cường cũng được xã vàng sử dụng. Nhà chú Cường là cũng mở cửa kho nhạc cho bé Cường tha hồ, con thích bài nào cũng cứ lấy con hát, đúng không? Chú Quy cũng vậy quý vị, cháu Cường cũng được xả vàng. cháu Cường con thích bài nào con cứ lấy con hát, nhạc của chú Quy. Thì đương nhiên Cường trân trọng nhạc sĩ, cũng phải là nói một tiếng với nhạc sĩ đúng không? Nhưng mà trên tinh thần là nhạc sĩ sẵn lòng cởi mở với cái kho nhạc của mình với cháu Cường ở đây. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng vậy quý vị. Tí nữa coi like thầy xong các mẹ lại vào kiếm Đêm cô đơn để nghe lại liền dạ. Bài đó là cũng hit thời năm chín mấy đó quý vị, trước 2000 nha, chứ không phải tới 2000 mới hot đâu. Năm chín mấy là đã thịnh bài đó lắm rồi. Vị Linda Lee, hai nhạc sĩ kết hợp lại tạo ra những bài hát hấp dẫn cho Hồ Văn Cường, thật là thú vị. Cường mới hát đặc sản dừa sáp Trà Vinh quá hay. Thôi ông ấy nhạc sĩ sáng tác đặc sản của Cà Mau cho Cường hát đi. Anh chú quá tuyệt vời. Cái này là đợi chừng nào mà có đài Cà Mau mời Cường về sự kiện quảng bá 200 năm của Cà Mau hả quý vị ha. Cái nhạc sĩ sẽ có nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, chủ của cái vuông cua Cà Mau nè, sáng tác bài là vuông cua Cà Mau đó, tặng cho Hồ Văn Cường để Hồ Văn Cường hát quảng bá cua Cà Mau nha. Tới đó nha mọi người, nhớ ủng hộ cua Cà Mau nhiều nhiều luôn nha quý vị nha. Mình tìm hồi sáng bài này Cường hát là bao phê luôn dạ. Vị Hoa Giả Quỳ, có anh chú dễ thương và tuyệt vời làm sao. Anh chú dễ thương quá à, anh chú ha, có anh chú Quy rồi giờ anh chú Cường, hai anh chú luôn quý vị. Quý vị nhớ cho em ngón tay đẹp nha quý vị nha. Like lên like này, lên like hơi trễ quý vị, lu bôm chương côm nữa đó mà lên like chứ thôi hồi cái là quý vị đi ngủ hết giờ, đem đi ăn cơm xong nữa là sẽ trễ lắm.
Cho nên là quý vị phải cho em ăn like bù lại nha quý vị nha. Ai ai chưa bấm ngón tay đẹp cho em ngón tay đẹp nha quý vị nha. Em ăn like từ cơm đúng quý vị. Vị Thí Đoàn: Quý ơi, em ở Cà Mau hả? Cho chị xin địa chỉ quê chị Bạc Liêu nè. Chị sẽ cho xe xuống đón em lên thành phố ngày 15 tháng 9 xem Cường hát luôn nha. À, anh Nguyễn Nhất Quy, anh nói vui vậy chứ em nghĩ chắc anh ở Sài Gòn quá. Để thuận tiện sự nghiệp hay mắc cỡ dưới canh cua đây không biết nữa, tại vì có bà xã rồi có con nhỏ nữa quý vị, cho nên em đoán chắc ở trên này. Vị Lâm Hồng Diễm: Nếu có ghe đi lên Sài Gòn ghé có gian được không? Sóc Trăng chờ Cà Mau đấy nhé, đi chung chắc sẽ đỡ buồn hơn, cùng nhau ủng hộ em cháu Cường nha. À, yêu những dòng sau Tết của nhạc sĩ quá, tuyệt vời quá ạ. Giữ lại đêm nhạc sẽ hoành tráng, toàn là bài hát hay. Vé đi vé đi, đi đông cho vui nha cả nhà. À, các cô chú anh chị tích cực ủng hộ vé nha. Ai chưa có vé thì tranh thủ sở hữu cho mình tấm vé trên tay để tham dự cái show Nhâm Nhi guitar tới đây. Em thì em đặt mục tiêu của em là 300, rồi chương trình chắc chắn sẽ hơn 400. Như vậy là sẽ rất là đẹp quý vị. Mỗi người cứ có cái mục tiêu riêng của mình vậy cài quý vị. Cứ làm mọi cách cài cho tới nha. Vé sẽ nhiều nhiều lên quý vị. Vị Danh Nguyễn: Anh chú Nguyễn Nhất Quy của bé Cường thật dễ thương. Mong sau 15 tháng 9 sẽ thành công rực rỡ. Vị Hồ Phượng: Một sự kết hợp của những nhạc sĩ và những ca sĩ mà tôi yêu thích. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thì coi như một cái thời gian mà gắn bó với chị Cẩm Ly là sáng tác dân ca nhiều và nhạc trẻ cũng nhiều nữa quý vị. Còn anh Nguyễn Minh Cường thì sáng tác nhạc ballad, nhạc kiểu mới mới nhiều ha. Thì hai nhạc sĩ có mối lương duyên kết nối với nhau thông qua cái show của cháu Cường đây. Thì hy vọng là sẽ có nhiều cái điều mới mẻ trong cái sự kết nối giữa hai nhạc sĩ nha quý vị nha. Một người mạnh về nhạc như cái màu sắc hiện đại đó quý vị. Còn nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thì sẽ mạnh về cái chất liệu là dân ca mà của miền Tây nha quý vị nha. Mà Cường á là sở trường của Cường là chất liệu miền Tây. Và Cường đang muốn đa dạng màu sắc mình với lại những chất liệu nhạc hiện đại. Thì coi như cái gì cũng có, đúng không quý vị ha? Có nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, có nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ai cũng thương, ai cũng đồng hành với Cường như vậy là cái cơ sở để Cường có thể tiến xa hơn nữa. Vị Có Dạy: Tuyệt vời quá rồi, sau này bao vui, ai chưa có vé thì nhanh tay, không hết vé nha. Sao lại kiếm chị nhạc sĩ? Cái này hơi bậy rồi. Tại vì cái vị này là không đúng nha. Đề nghị anh chú xem lại danh sách hội những người yêu gì đó. Không, lại có anti fan đăng bài mà toàn những đĩa vô bình luận chửi bé Cường, thương Cường dữ chưa. Sớm lướt vào Facebook gặp mà buồn, thương thằng nhỏ vô tội quá. Thì cái chuyện mà lương đĩa, nếu không nó vào nó bình luận tùm bậy tùm bạ đó quý vị, thì mình chỉ có được công kích cái đám mà đi chửi tùm bậy tùm bạ thôi, đúng không? Còn chủ nhà người ta bị xả rác mà, chủ nhà người ta bị xả rác thì người ta sẽ làm sao, báo báo cáo đó quý vị, người ta dọn chứ người ta đâu có xả cái đó ra đâu. Người ta đâu có thể tạo cái nhóm ra rồi người ta ăn rồi người ta 247 ta ngồi ta canh từng cái bình luận được, cho nên không có dùng cái đó để mà nói tiêu cực gì với bên nhạc sĩ được. Nhạc sĩ cũng có trả lời đúng không, có chị Violet Ad và chị Cát Linh làm quản trị viên canh
Cái nhóm mà có gì thì mình bấm report, hai chị ấy sẽ thấy rồi sao sẽ dọn nếu quý vị nha. Người ta xả chứ nhạc sĩ đâu có xả đâu, mà mấy chị cũng đâu có xả đâu, mấy chị cũng tích cực dọn dẹp mà. Mình thấy thì mình bác lại là một, với thứ hai là mình bấm báo cáo đúng không? Tại vì cái báo cáo là sẽ giúp cho nó hiện cái thông báo liền, thì quản trị viên á người ta thấy người ta dọn quý vị, chứ quản trị viên người ta không có đi dọn bừng, người ta không có đi ngồi ta kiểm từng cái, ngồi canh me đó quý vị, phải đọc từng cái status một rồi phải canh từng cái bình luận một ở trong đó, canh không nổi đâu quý vị. Chỉ khi nào mà mọi người bấm báo cáo thì nó sẽ có cái ô mà chỗ mà có cái hình cái khiên đó quý vị, cái nó hiện cái số dấu đỏ lên trên đó, quản trị viên biết là có người báo cáo cái gì đây nè, nào cái ta vô người ta coi cái là người ta dọn, những là kiểm tra cái nội dung đó người ta dọn. Chứ ai lương ai đĩa này nọ sao mình biết đúng không quý vị ha. Chỉ tới khi mà ta nói tầm bậy bạ thì lúc đó quản trị viên người ta xuất đi, còn ta đứng người ta núp trong đó quý vị, ta đợi thời, ta canh sơ hở là người ta đớp đó quý vị, thì lúc đó là nó đớp thì nó lòi mặt nó ra, quản trị viên xuất nó đi thôi. Nha thì ở đây là có hé lộ chút xíu thông tin liên quan tới sau rồi, có sơ bộ thông tin phòng vé, mọi người cũng ủng hộ tích cực sau và mong là cả nhà ủng hộ tiếp tục và tích cực hơn nữa nha quý vị nha. Sau Tết rồi là sau Tết rồi, rộn ràng tới sau. Lương nhiều nhất chui lên quậy banh. Dạ, lên thì mình báo cáo quản trị viên nha quý vị. Báo cáo tới quản trị viên thì là bên người cầm cờ lê của nhóm á quý vị, người ta sẽ phát hiện ra và người ta sẽ dọn quý vị. Để cho nó nói chứ mà nhiều khi á chụp bình luận gửi quý vị kiếm cực dữ lắm. Bấm báo cáo với quản trị viên thì sẽ tìm ra nha quý vị nha. Tại vì nó sẽ là báo liền lên trên 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 cái hình cái khiên ở trên góc của cái nhóm đó quý vị, là quản trị viên ta biết liền. Lời chia sẻ thật dễ thương quá, cả nhà luôn yêu thương con và Cường luôn trân trọng tình cảm cả nhà dành cho mình. Mong những tình yêu thương đó và những tình cảm đó sẽ mãi luôn đông đầy. Cả nhà ơi, đừng quên cái hẹn 15 tháng 9 nha. Đi thật đông cho vui. Với lại bản thân con giờ là có nhiều việc để lo, lo cho việc học, lo cho gia đình, rồi lo là không biết sao mà mình đáp lại cái tình cảm của cô chú anh chị dành cho con. Với lại bản thân con giờ là có nhiều việc để lo, lo cho việc học, lo cho gia đình, rồi lo là không biết sao mà mình đáp lại cái tình cảm của cô chú anh chị dành cho con. Với lại bản thân con giờ là có nhiều việc để lo, lo cho việc học, lo cho gia đình, rồi lo là không biết sao mà mình đáp lại cái tình cảm của cô chú anh chị dành cho con. Dạ đúng rồi đó chị Vi. Thấy thì mình bấm nút báo cáo với quản trị viên là chị Vi với chị Cát Linh cầm cờ lê của cái nhóm của chú Quy đó là sẽ phát hiện ra đúng không, và xóa liền chứ đâu phải là không ấy. Có điều mình không có lỗi bình luận mình để mình kiểm từng bình luận hoài được, cả đống status như vậy rồi cái là mình đâu có lỗi theo, mình canh hoài từng cái status mình lướt 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 hoài đúng không, mình có thấy cái nào có vấn đề bấm báo cáo quản trị viên để quản trị viên kiểm tra đúng không, rồi xử lý. Nghe giọng nói cưng quá. Dạ vị Tăng Tú Như, thầy nói đúng, Cẩm Ly đăng trường song ca đúng câu đơn. Dạ đây cái phần Nhâm Nhi guitar kỳ trước ha quý vị ha, với chú Cường nè, thì phần đó cái tập đó mọi người cũng thích quá trời, chú Cường cũng coi như khai thác cho bạn Cường phải bộc bạch
cũng nhiều, rất là nhiều điều mà nói điều nào cũng chắc điều đó nha quý vị nha. Nhà mình cũng bữa đó cũng thương và thích cái phần coi như khơi gợi cho Cường bộc bạch nhiều hơn để cả nhà hiểu Cường nhiều hơn. Lời tâm sự mộc mạc dễ thương quá. Dạ. À, Cường xứng đáng được yêu thương và ủng hộ, đi đông để nghe và nhìn Cường hát nha cả nhà ơi. Luôn luôn ủng hộ con. À, vì Cấm Anh, bé Cường tuổi còn trẻ mà đã biết lo đủ thứ rồi, thương con quá nè. À, con quá chín chắn, chỉnh chu so với tuổi của con, thương thật. Đúng rồi ha quý vị ha, mới bước qua tuổi 21, đang đi học. À, coi như tự lo được cho bản thân mình là giỏi rồi đúng không quý vị? Này là phải lo rất là nhiều cái điều, gánh vác coi như nói chung phải lo bản thân, còn phải lo thêm mấy đứa cháu nữa quý vị. À, mấy đứa cháu ngoan quá trời mà, cậu phải ráng thôi, cậu có thể nỗ lực đúng không, để mà sao thay đổi được tương lai của mấy đứa cháu, nên cậu ráng. Bị Mai Cẩm Giang trả lời, dạ đúng vậy, tuy con còn nhỏ nhưng suy nghĩ không hề nhỏ, từng lời nói từng hành động đều là rất chín chắn luôn. Bị Tăng Tú Như, lời tâm sự dễ thương nhất mà cô được nghe đó con trai à, yêu lắm Cường ơi. Ôi trời ơi, ông cụ non dễ thương quá. Ông cụ non cũng cụ non thiệt. Nói vậy ha, cũng cụ non thiệt quý vị. Tuổi này là ta mắc với đi học, rồi người ta lo cặp bồ, rồi người ta lo giận hờn, đúng không? Yêu không yêu, yêu không yêu, bây giờ nghĩ đang làm gì, nghĩ có nhớ mình không, tại sao là nhắn tin mà đã 30 giây trôi qua rồi mà chưa trả lời. Đang trả lời cho ai nè, chắc chắn trong 30 giây này đang trả lời cho ai chứ không có chịu trả lời cho mình. Đáng lý ra là trung bình là phải 5 giây để trả lời rồi, mà tại sao đã 30 giây mà tin nhắn vẫn chưa trả lời, chưa thấy xin nữa. Đang làm gì đây đúng không quý vị? Tuổi này là tuổi đang là rất là kiểu mà xà lơ vậy đó quý vị. Mà ông này thôi, trời ơi, em cũng non. Với lại bản thân con giờ là có nhiều việc để lo, lo cho việc học, lo cho gia đình, rồi lo là không biết sao mà mình đáp lại cái tình cảm của cô chú anh chị dành cho con. Dạ. Với lại bản thân con giờ là có nhiều dạ rồi, cậu phải ngoan để làm gương cho cháu nữa, đúng rồi chị Lê. Có trẻ con thì người lớn phải trưởng thành quý vị, chứ không thôi là... À, làm sao làm gương cho cháu được. Vì Cà Ma hỏi tài giáo có kinh nghiệm tuổi mộng mơ rồi à ha. Dạ trời ơi, ai cũng có thời trẻ trâu điên khùng đó chứ quý vị. Vị Dung Trần, con Cường quá giỏi, mới 21 tuổi mà còn lo được nhiều điều. Dạ đúng rồi quý vị, mà con lo được nhiều điều mà chín chắn ha quý vị ha, tình cảm chín chắn và có cái quan điểm sống cũng rất là hay. Hồi xưa thì có chia sẻ đúng không, cái điều là bình tĩnh sống, còn bây giờ thì con chia sẻ làm sao quý vị? Ta chỉ sống trên đời này có một lần, mình hãy yêu thương nhau nhiều hơn nha quý vị ha. Rất là đơn giản quý vị. Có 21 tuổi mà ổng chia sẻ nghe quý vị thấy thấm ha. Mình chỉ sống trên đời này được có một lần, chắc gì có kiếp sau đúng không quý vị ha. Chuyện kiếp sau là cái yếu tố mà coi như để khuyên răn con người, chứ chắc gì có kiếp sau, chắc gì có tiền kiếp. Chỉ biết chắc chắn là có kiếp này, và mình chỉ sống là đi qua mọi thứ đó quý vị, đi qua chỉ có một lần thôi, không phải giống như cái game mà mình bị sai bị lỗi cái nó reset lại cái mình làm lại là được. Nó đi qua chỉ một lần, là sai là đúng, là tốt là xấu, là nó đi lèo luôn quý vị, và mọi thứ nó đều để vết lại hết.
Cho nên á, mình dùng cái thời gian của mình cho cái điều gì, mình ưu tiên cho điều gì, mình phải cân nhắc, đúng không? Và mình phải ưu tiên, mình chọn lựa. Mình chỉ sống trên đời này một lần thôi, cho nên thôi mình chọn sống để yêu thương nha quý vị ha. Đây là ngày hôm qua nha, nhà mình cũng sưu tầm nhiều ảnh nè của bạn Hiểu và Thương nè. Chúc con và cả nhà có kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Đây ha, hình ảnh nhà mình sưu tầm nè quý vị, của bạn Cường nè. Cái này không biết ảnh hồi nào quý vị, của bạn Cường nè, cũng đẹp trai quá trời nè quý vị. Cứ từ từ ha, cứ từ từ mà sống ha, bình tĩnh sống. Thầy trải qua bao nhiêu mối tình rồi khai ra mau hả? Trời ơi. Để em đếm với chị, từ từ từ, để xuống like rồi ngủ mấy giấc với chị, rồi ngồi nhẩm nhẩm rồi đếm hết đầu ngón tay, hết đống hết lông ngón tay. Đây. Ủa cái này hình ảnh này trong cái sự kiện nào ta? Cái này chắc hồi ở đi học quá ha quý vị ha, hồi chắc hồi cấp 3 quá. Lúc nhỏ phỏng vấn bé hỏi thích đi du lịch nước nào, bé trả lời thích ở Việt Nam. Một phỏng vấn khác hỏi bé có thích sang Mỹ không, bé nói chỉ thích ở Việt Nam vì có cha mẹ ở đó. Dạ. Dạ, bị tốt như tăng. Liệu mà đếm chưa hết đã ngủ mất tiêu rồi, đúng rồi quý vị, giống người đếm cừu vậy đó quý vị. Đếm một con hai con đó, thiện này đếm một con ghệ hai con ghệ không vậy ha. Đếm là hồi ngủ mất tiêu luôn quý vị ơi. Nói rồi nó chửi nữa. Đó, Nguyễn Tân nó ngớ miệng, nó vô nó chửi nữa quý vị. Mày bớt lấy, bớt tạo nick ảo tên chị Vi mà đi, mày chửi tàu em nha. Trời ơi, chơi cái gì luôn á. Rảnh vô cùng á. Nó có cái màu sắc đặc trưng của nó. Nó tạo nick ảo gì là nó vô nó chửi, nó làm cái trò đó của y chang, cái giọng nó của y chang. Mà nó cũng thích tạo nick ảo gì cho nhiều, không biết cho cực. Cường ngày càng đẹp trai. Đây. Vẫn là chiếc áo ấy và sân khấu ấy cũng tầm cỡ ấy. Con điều diễn rất hay, cô thích lắm, nhưng mà cô rất hạnh phúc là được nhìn thấy thần thái gương mặt con giờ đây tự tin rạng rỡ, tươi cười không còn ưu tư như xưa nữa. Chúc mừng con vì điều đó và nó sẽ cho con một tâm thế mới, cho những trải nghiệm mới hay và thú vị hơn. Cô cũng cảm thấy mình may mắn được thấy con những ngày đầu tiên sau cơn bão mà con ra Hà Nội, Ninh Bình, và cho tới giờ cảm nhận được sự nỗ lực vươn lên của con suốt thời gian qua, cô vui mừng lắm. Con cố gắng giữ phong độ cho tốt để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới. Cô chúc con nhiều sức khỏe, thành công trong học tập và ca hát. Đây, ở Văn Cường, một cái áo ha, một cái áo hai thời điểm. Ai thời gian này thì ốm ha, mặt buồn và ưu tư, lúc nào cũng đầy những ưu tư. Bây giờ thì thoải mái nhẹ nhàng, có sự nhẹ nhàng phấn khởi ở trên cái ánh mắt của bé Cường, hai giai đoạn nha quý vị ha, cũng cùng một cái áo dài. Vì mấy trần bé nói Việt Nam mình còn đi chưa hết. Bởi em Cường giống em nhiều cái đúng không chị? Ở đó ba em cũng rước em đi á quý vị, em cũng nói vậy. Thôi ở đây với bác con được rồi. Đi ở bên chi với con, ở đâu cũng cố gắng làm cũng sẽ có à. Chứ đi chi rồi mẹ con nơi con nơi chi mất công. Thôi ở Việt Nam chứ chắc cú. Ở đây làm cũng có cơm gà xôi mỡ ăn thôi quý vị, đúng không? Đi bên kia thì ăn bơ sữa thôi, còn bên này thì mình ăn cơm gà xôi mỡ thì cũng ok thôi.
một con một mẹ, chi cho mẹ nơi con nơi, rồi xứ lạnh chiều đông mất công, rồi cũng ổn hết trơn quý vị. Ở Việt Nam vui nha quý vị ha, ở Việt Nam vui. Do đó ba em muốn rước em coi như phải hai lần ba lần đó quý vị, cũng làm thủ tục hai lần ba lần vậy đó mà không có đi. Rồi sau này lớn rồi già chát rồi sao, hết tuổi rồi quý vị, hết tuổi rồi có rước được nữa. Bây giờ lại nói thôi giờ ba rước con đi, rồi già chát rồi rước gì nữa. Giờ nhỏ còn rước được quý vị, giờ già chát rồi rước đi đâu nữa. Tại giờ rước là tự em lo tiền bạc được, đúng không? Chỉ là có cái người rước đi thôi quý vị. Chứ hồi xưa thì ổng phải có là tiền trong tài khoản bao nhiêu này nọ gì gì, đúng không? Thì để rước đi được, còn giờ rước thì là em tự em đi được, tự tiền bạc này nọ em dư sức lo để đi qua đó, mua nhà mua cửa bên đó cũng được nữa. Bán nhà bên đây qua kia mua nhà thôi. Việt Nam, ở Việt Nam đủ ăn cũng được, muốn đi đâu đi. Nói chung là cái đó là cái sự chọn lựa của mình, nhớ vậy ha, sự chọn lựa. Mình đâu cũng được, miễn sao mình thấy hài lòng là được, thấy vui là được, thấy như ý là được. Chứ không có cái tiêu chuẩn nào để cho là ở đâu mới là tốt. Chứ hồi xưa á, nói đồng ngay thời những năm chín mấy đó quý vị, là lúc đó còn chưa có phát triển kinh tế đó, cho nên là cái yếu tố mà đi Mỹ á quý vị, là lúc đó là coi như tưởng tượng giống như qua bên đó. Ở đó quý vị nhớ có cái câu chuyện mà giờ em còn nhớ nè, mà không biết là quý vị có cái trải nghiệm đó hay không. Có cái câu chuyện là Alice và xứ sở thần tiên á, quý vị có ai coi không? Cái thời giai đoạn mà năm 90 mấy á quý vị, năm 8 mấy 9 mấy á, là em có cái cuốn truyện mà bìa cứng mà có màu nha, Alice và xứ sở thần tiên. Thì cái nhân vật đó đi lạc vào cái xứ sở mà giống như thiên đường vậy đó quý vị. Tới đó là toàn là bánh kẹo không à, cái gì có sẵn ăn đó quý vị, không cần phải làm lụng vậy. Mưa cũng là mưa bánh kẹo, đúng không? Rồi cây cối xung quanh đó quý vị cũng là bằng bánh kẹo, cái nhà cũng là bằng bánh kẹo quý vị. Rồi á, cứ mà mình cạp vô tường mình ăn thôi quý vị. Rồi hồi đó coi cái chuyện đó thấy phái vô cùng luôn á. Và người ta tưởng tượng giống như là ở Mỹ quý vị, cũng giống như là xứ thần tiên như vậy đó, cứ sẵn ăn qua đó chính phủ nuôi, chứ mình khỏi cần làm gì cũng có chính phủ nuôi, sướng dữ lắm này nọ. Cho nên ai nấy nghe nói đi Mỹ khoái lắm quý vị, ở Việt Nam cực cường chết không đủ ăn, mà nghe nói bên Mỹ ở không cũng có chính phủ nuôi nữa. Mà em nghĩ nó ai nói cái gì chuyện vô lý, ở đâu cũng phải làm mới có ăn chứ, qua đó chính phủ Mỹ nó rảnh dữ vậy. Tự nhiên cái Việt Nam đi chạy qua đó báo cô nó, cái nó tốn cơm nó nuôi Việt Nam vậy, là chính phủ Mỹ nó lấy tiền đâu nó nuôi quý vị. Chứ hồi đó là ai nấy nói qua Mỹ sướng lắm, nó sẵn có là cái là mình không đi làm chính phủ cũng nuôi mình cũng có ăn đó, khỏe lắm này nọ gì gì. Nói đâu ra mình nghe thì mình cũng, tại vì mình đâu có biết đâu vậy, đâu có biết, nhưng mà nói sao nghe như vậy mà nghĩ nó vô lý. Cơ chính phủ Mỹ nó đâu có dư tiền dữ vậy trời. Tự nhiên cái Việt Nam mình đây mình bay qua đó, cái nó báo cô đó, nó phải là nó phải nuôi mình. Nó đâu phải có xứ thần tiên mà cái cây cũng bằng bánh kẹo quý vị. Rồi cơn mưa nó rớt xuống cũng bánh kẹo, mà cái vách tường nó cũng bánh kẹo, mình cứ cạp vô vách mình ăn thôi quý vị. Coi cái xứ thở thần tiên, Alice xứ thở thần tiên mắc cười. Mà hồi nhỏ mình có đọc ha. Dạ. Rồi cái đi tới gặp mấy cái quân bài này nọ gì đó, có quân già cơ, quân già rô này nọ gì nữa quý vị, nó cũng có cầm gươm, cầm kiếm này nọ, cũng mắc cười lắm. Rồi Việt Nam vô gia cư đài bên Mỹ ở Hamlet. Dạ. Thì chắc là nghe tưởng đâu là qua đó được nuôi, cho nên là đặt chạy qua đó, qua đó làm thấy bà luôn, chứ ở đó ai đầu nuôi.
ở đâu cũng vậy ha, ở đâu cũng vậy, cũng phải lao động, ở đâu cũng vậy, có trí tuệ thì làm sẽ đỡ cái đầu, làm việc thì sẽ đỡ nhọc cái tay, ở đâu cũng vậy thôi. Chứ ở đó mà đi qua Mỹ, chính phủ Mỹ nó nuôi cho. Vị Cà Mau quê tôi, lương nó tự hào khoe nhem nhem được đi hát ở châu Âu, còn bạn nhỏ không ai mời đi ra nước ngoài hát, chỉ có nhà xanh đột chuối héo nó xem. Thôi kệ đi, thì ai có phước ai nấy hưởng, được đi qua bên trung tâm tiếng Nga hát như vậy 3-4 lần thì cũng là tạo cái nền tảng để mình nhanh chóng trở thành một siêu sao, đúng không quý vị ha? Còn bạn Cường không có được cái diễm phúc, chưa có diễm phúc được mời đi qua bên trung tâm tiếng Nga hát, thì bạn Cường cần phải nỗ lực nhiều hơn. Chứ ở Việt Nam thì ca sĩ khác người ta cũng đâu có đi tiếng Nga hát mà người ta vẫn nổi tiếng, người ta cũng thành công, thì cái đó là cũng phải nhờ nỗ lực của người ta, chứ không phải là nhờ đi hát ở trung tâm này hay ở trung tâm kia. Có được hát ở trung tâm đó vậy cũng là quý rồi, đúng không quý vị ha? Người ta chỉ cần bước chân vô trung tâm đó một cái là ta trở thành siêu sao hết trơn đó quý vị. Mà hy vọng là 3-4 lần bước vô trung tâm đó rồi thì nhanh chóng trở thành siêu sao, đúng quý vị ha? Chứ có gì đâu, phước ai nấy hưởng thôi. Vì Nguyễn Hoài, càng ở các nước tư bản làm việc càng cực, đóng thế muốn chết. Dạ. Vì ông Sơn hả? Nghe ông thầy nói chuyện mà chuyện ngủ cô nào không hay á. Trời ơi, vậy em nói chuyện hay quá quý vị. Hèn chi, hèn chi là mấy cô mới nói á, là cô khoái nghe con nói chuyện lắm tèo. Bữa nào mà không có con lên like con ngủ cũng được. Vậy là khen hả quý vị ha? Em nghe vậy em tưởng đâu khen quý vị. Trời ơi, thì ra là vậy, hẹn ra là vậy đúng không? Thì vậy Hồng Sơn mới nói vậy mới biết đó quý vị. Em lên ngồi nhựa nhựa nhựa, mọi người ngủ vào giấc hết trơn quý vị. Chứ mà bữa nào mà thiếu tèo lên nhựa 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 vậy cái là cảm giác là thiếu cái chất gây buồn ngủ. Trời ơi, em tưởng đâu khen không à. Nó bữa nào mà con lên like con ngủ không được, tưởng đâu là nhớ tèo quý vị. Tưởng đâu thương tèo, tưởng nhớ tèo ai về. Tèo lên là nhựa nhựa nhựa, cái là ngủ. Nghe nhựa nhựa ngủ bất tỉnh quý vị. Trời ơi luôn á. Dạ phước nay nấy hưởng thôi quý vị, chứ mình cũng không có ý kiến gì hết vậy ha. Phước ai nấy hưởng, thì Cường không có được đi nước ngoài hát thì Cường phải cố gắng nhiều hơn. Những anh chị ca sĩ khác người ta cũng là có hát ở trong nước, người ta hát chỉ phục vụ cho làm 100 triệu dân Việt Nam, cố gắng phục vụ tốt cho 100 triệu dân Việt Nam vậy cũng là mừng rồi nha quý vị ha. Chứ còn có cơ hội, có cơ duyên kết nối được đi phục vụ bà con ở khắp năm châu bốn biển như vậy thì cũng rất tuyệt vời, chứ đâu có gì đâu, bước ai nấy hưởng thôi, đúng không quý vị? Nếu mà có duyên kết nối để đi hát ở nước ngoài để phục vụ bà con kiều bào ở xa quê hương, mà Cường, tại vì Cường chưa có sẵn sàng thôi quý vị. Chứ em hỏi quý vị, chuyên trị dòng nhạc dân ca quê hương như Cường đi hát cho kiều bào xa xứ nghe, còn ai còn khoa đất này nữa, đúng không quý vị? Cường đi là quá hợp luôn quý vị, nghe Cường hát về quê hương, đúng không? Về lòng mẹ, về tình cha, về bến nước, con đò, về cây đa, về dòng sông, kỷ niệm, đúng không? Ai qua Cường, người ơi đừng bỏ quê, đúng không quý vị? Ai qua được Cường, chỉ là Cường coi như là
cần thêm thời gian đúng không? Bây giờ người ta đang lo học hành, người ta đâu có thuận tiện để đi đi đâu xa, với là cũng chưa có là an ổn này nọ chứ, mà từ 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 đúng không? Chứ là cái chất giọng mà chuyên trị dân ca như Cường, mà lại có thể đa dạng màu sắc âm nhạc nữa quý vị. Truyền cảm như vậy. Trời ơi, hát về quê hương đúng không? Hát về những cái phần người tha phương, phận đời tha phương đúng không quý vị? Về người ơi đừng bỏ quê, về miền Tây quê tôi đúng không? Về từng miền, từng vùng đất trên đất nước Việt Nam để phục vụ kiều bào ở khắp năm châu. Cường hát là hơi bị trúng sách đó, cái giọng ca chuyên trị dòng nhạc dân ca quê hương như Cường. Chỉ là sao quý vị, cái duyên chưa tới thôi, cái thời điểm phù hợp chưa tới thôi, chứ khỏi lo đúng không? Còn người này người kia có cái phước thì cứ hưởng đi, chứ mà mình đâu có đủ khả năng để mang được cái hồn cốt của quê hương đi đúng không quý vị? Bất ai nấy hưởng đi, chứ mà với chất giọng dân ca quê hương của Cường đúng không, sẽ là sao đối với bà con xa xứ là một cái dòng suối mát, từ từ sẽ có, không sao đâu, không lo đâu. Vì Kiều Ban không phải là giọng thầy nghe buồn ngủ, mà là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn lên lớp, nên nhiều lúc quá cần câu, ngủ lúc nào không hay và tay thì vẫn cầm điện thoại. Dạ dạ đúng rồi ha, Cường lo hát phục vụ cho trăm triệu dân trên mấy mươi tỉnh thành của Việt Nam còn chưa xong đây nè đúng không, lo chị cũng mong là có duyên đúng không để đi mà phục vụ bà con kiều bào khắp nơi, nhưng mà ở trong nước Cường còn chưa có sự thu xếp để đi phục vụ hết được nữa. Từ từ thôi, gấp gáp gì, người đừng đang là học, người thì ta nghỉ học lâu rồi, mình không so được, nói từ từ ái đụng chạm thì hơn vậy không nên đúng không quý vị ha. Mình chỉ sống đời một lần thôi, dành thời gian để yêu thương nhau, bớt cà khịa. Dạ đi cùng bác ba cũng được, mà bản thân Cường em tự tin đúng không là vẫn đủ để các bộ xô họ mời. Chỉ có vấn đề là sao quý vị, cái thời điểm nó phù hợp để Cường đi hay không thôi quý vị đó. Em tin tưởng được vậy đúng không quý vị ha. Cường đủ cái sức để cân sâu đó quý vị, cho nên ví dụ như đi với ba cũng tuyệt vời, hoặc là Cường tự đứng sau để mà nhận các cái sau ở nước ngoài, tại vì Cường học trường quốc tế mà quý vị, Cường học trường quốc tế mà sẽ cắn sẽ đủ ngoại ngữ để đi quý vị đó thôi vậy ha. Ví dụ như thời gian đầu chân ướt chân ráo thì có thể đi chung với người lớn để mình có kinh nghiệm đỡ bỡ ngỡ đó quý vị, rồi khi mình cứng cáp rồi thì mình tự bay nếu quý vị ha, không có mà phải phiền đến cái thời gian hoặc là công sức của người khác nhiều. Dạ đúng rồi, Mỹ Trần đấy, Cường có thời gian chứ giờ Cường đang tập trung, ta chuẩn bị vô năm cuối rồi, hát hai sau tới rồi xong là bắt đầu cũng vô tới năm cuối rồi quý vị, cho nên á mọi người đang bàn với nhau, đồng đoán với nhau là không biết bé Cường có tham gia sau của chú Huy ở cuối năm không nè, cũng chưa biết nè, tại vì năm cuối của ổng rồi mình cũng không chắc được là ổng có thu xếp được thời gian để tham gia hay không ha. Đợi coi làm sao hai chú cháu có thống nhất được cái thời gian lịch trình được hay không, hoặc là Cường sắp xếp được hay không. Mình có chuyến đi Đà Lạt nữa, chuyến đó có thể là với anh Lâm Trường, nếu vậy ha, biết đâu được quý vị. Hy vọng có chuyến đi Đà Lạt nữa quý vị. Dạ vị Gia Hân, bài Phận Đời Tha Phương Cường hát là quá hay luôn, đúng rồi. Lúc trước cùng Cường cũng đã được đi nhiều nơi rồi, và Cường đi đến đâu là khán giả đón chào rần rần tới đó hết quý vị ha, cho nên không lo quý vị, chỉ có là vấn đề là Cường thu xếp thôi.
chị Hồng Đào, chị là không bao giờ đi sau ca nhạc ở Mỹ, ông nhỏ mà qua là mình mua vé đi xem liền. Dạ. Vị Thị Lan Nguyễn, tối vui vẻ mát mẻ, tặng thầy giáo ngón tay đẹp à, rồi nha. Dạ cảm ơn chị. Vậy chờ vị Lan ơi, xin lỗi nha, quên nó, xin lỗi, tưởng được chị không biết, không phải chị Lan. Chị Lan là nick nick YouTube là Lan Nguyễn luôn. Dạ vị Lan Nguyễn nha, chứ không phải chị nha, không dám chắc. Vị Thị Lan Nguyễn, khai giảng hoa sen năm nay hy vọng có cường, năm nay có con vào học cùng ngành giới ảnh à. À vậy sẽ của mình là có gọi là vị tinh. Mình sẽ có vị tinh nha. Vị Như Ý nè, vị Như Ý sẽ có vị tinh để truyền thông tin về là hôm nay cường sao sao này nọ gì nha quý vị nha. Lúc nào cũng có là vị tinh. Dạ mình cũng không có bình luận tiêu cực gì tới ai hết trơn á vị Nguyễn Hoàng. Ai nói chung là trong thời gian bây giờ đúng không, cái thay đổi của cái ngành giải trí á, là người ta đã sụp rui bại đuổi hết trơn rồi, mà trung tâm đó họ còn được như vậy cũng rất là giỏi, cũng rất là mừng cho họ nha quý vị nha. Chỉ có mấy đứa anti nó đi nói tầm bậy bạ, mình cũng không có xui sao nó rồi mình kích này kia kích kia kia mất công mất lòng nha quý vị, bất ai nấy hưởng thôi nha quý vị nha. Dạ vị Thị Lan Nguyễn là ở Cao Bằng thôi. Dạ em mới tính tưởng là chị Lan, tính thì chị Lan Nguyễn, nhưng mà nhớ nhớ là chị Lan Nguyễn là nick là Nguyễn Lan hay nick Lan Nguyễn gì đó quý vị, chứ không phải là cái chữ Thị. Ít bữa có sau yêu cầu cường hát một đoạn Thanh Xuân Em Đợi, ổng biết ổng thuộc nổi hay không, mấy cái đó là phải có thủ lời cho ổng hoặc là phải có mí mí trước để ổng chuẩn bị, chứ thôi ổng cô không có thuộc nổi đâu quý vị. Nhà mình cho em ngón tay đẹp nha, cảm ơn cả nhà nha, cũng mí mí ngàn người đang cùng xem nè. Hy vọng là đủ ngàn like nha quý vị nha, bữa nay không biết đủ nổi không quý vị, em ráng cài đủ ngàn like. Mà mới có 708 nè quý vị. Nhà mình ai chơi cho em ngón tay đẹp, nhớ cho em ngón tay đẹp nha. Cảm ơn cả nhà. Dạ lúc trước cần đi châu Âu, châu Úc rồi. Dạ với quý vị thấy không, cần lên tự nhiên cái là đáng một chuyến quý vị. Cho nên em cũng rất là tin tưởng ha, là cái gì đó cũng là sẽ tới thời điểm thôi quý vị. Chín mùi là sẽ tới thôi, không gấp, từ từ từ. Giống như là hồi xưa anh Ti nó nói là sao, Cường bây giờ ai mời đâu hát, đúng không quý vị ha. Cường cũng có sâu điều điều. Rồi bài đâu hát, không lẽ hát cũng còn bé bé. Cường cũng có nhạc để hát điều điều. Cho nên kệ người ta, ta nói gì kệ người ta quý vị. Nói nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, mở coi nhạc Cường, con thích nát nào cứ lấy nhạc chú hát. Anh Sơn Hà cũng vậy, Cường, con thích hát nào trong coi nhạc của chú, con cứ lấy mà hát. Rồi chú Nguyễn Nhất Quy cũng vậy, anh Nguyễn Nhất Quy với nói chú cũng buồn. Đúng không? Giờ gây như coi nhạc chú là nhạc trẻ có, nhạc quê hương có, con thích nào cứ kho chú, con cứ ngồi con bốc lửa, con thích nào con nói tiếng chú là con cứ thế mà hát. Rồi sao nữa quý vị, coi nhạc quốc ba nữa, đúng không, coi nhạc quốc ba nữa quý vị. Cường thích cái bài nào, con thấy bài nào hợp con cứ bốc lửa con hát vậy thôi quý vị. Từ 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 lo. Cho thầy ngón tay đẹp ủng hộ tinh thần chân cơm. Dạ ăn like trừ cơm quý vị. Chị Bi nha, ngày cứ tạo những bức ảnh đẹp về Cường. Tay trái tim, trái tim, trái tim, yêu lắm, thương lắm và mãi mãi chúc cả nhà ngủ ngon mơ đẹp. À chị Bi với cái tông là mát dịu màu xanh chuối bao quanh nha. Dạ đúng rồi chị Hồng Xuân, cho nên á họ ganh ghét, họ nói gì kệ họ đúng không. Còn Cường có con đường đi của Cường, từ 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 từ, không gấp, cô không có nó sốt ruột, mình cũng không cần phải là nóng vội lên làm gì, từ 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 sẽ nhừ quý vị.
nhà mình trong bé Cường có những cái chương trình mà tiếp cận với cộng đồng đó. Cường có cái sau Trà Vinh quá trời đã, lên tiếp sóng hơn 20 đài quý vị, mà coi như cái chương trình đó Cường là nổi bần bật nhất rồi quý vị, rực rỡ nhất. Hai phần trình diễn của Cường là được cắt trích ra đăng khắp cùng ở trên, đạo diễn cũng đăng khắp cùng, nhạc sĩ cũng đăng khắp cùng, nhà đài cũng đăng khắp cùng trên fanpage, đăng khắp cùng trên YouTube hết đó. Rồi khán giả cũng lan tỏa khắp cùng ở trên quý vị, quá tuyệt vời. Chứ mà chứ đâu phải là có người nhát nhát được vô chương trình xong người ta không biết cái này đứa nào thôi dục ra bớt đâu quý vị nha, đông hai bạn người ta dục ra, còn hát tập thể thì coi kệ cho chen chen vô được, chứ hát riêng người ta đâu có cho kiểu kiểu vậy đó quý vị. Dạ đúng rồi, VX Quỳnh Trần, nhà Bắc Ba nữa, nhà Sơn Hạ nè, nhà Bắc Ba nè, rồi nhạc chú Cường nè, rồi nhạc chú Huy nè quý vị. Em ngồi máy lạnh á, có lâu lâu cái cảm giác cái mũi em nó nghẹt nghẹt. Chị Sang Biển có một cái bài chia sẻ về tiếng hát Hồ Văn Cường. Đây là hình ảnh hôm sau son 8 nè, cái khán phòng nhà xanh chuối rực rỡ nè quý vị. Hồ Văn Cường là cục nhân đứng trên sân khấu đây nha, đại gia đình là coi như dù các cô cũng rất là ngại cái sau son 8 vì cái ghế cao, cái đó là cũng là một cái chướng ngại nha đối với các cô nha quý vị, nhưng mà cả nhà thương con cho nên nó là cuối cùng cái khán phòng cũng đầy nghẹt hết trơn quý vị, đông nghẹt người và các cô cũng là chơi luôn. Ghế cao thì cao quý vị, các cô cũng đang nghẹt khán phòng ở trên. Đại gia đình vẫn là vây kín trong khán phòng để ủng hộ Hồ Văn Cường trong cái đêm son 8 quý vị. Quá trời tuyệt vời luôn cái sau. Hồ Văn Cường tiếng hát chữa lành. Tôi muốn kể về giọng ca vang lên trong phòng bệnh, ác cơn đau giữa định mệnh sống còn, như lời ru và cũng tựa những ước mong, làm đẩy lui cơn bão giông ập tới. Cho tôi kể giọt lệ rơi nóng hổi, tiếng nguyện cầu để đổi lấy bình yên, giữa đêm khuya giọng ca sĩ thật hiền, thương đời cha gánh ưu phiền cho con lớn. Xin kể về những cơn đau buổi sớm, ca tân triều như gợn sóng ưu tư, và em tôi giọng ngọt tựa lời ru, cơn bão bệnh như từ từ thuyên giảm. Ai từng qua những tháng ngày vận hạn, cơn bệnh đau như bè bạn ghé nhà. Lúc tuyệt vọng, xen lẫn nỗi xót xa, nghe giọng ca thiết tha yêu cuộc sống. Cho tôi kể về những tháng ngày gió lộng, nghe Cường ca chợt bỗng thấy yêu đời. Và cơn đau tựa những hạt mưa rơi, sẽ tan biến khi mặt trời hửng nắng. Cho tôi kể về những phút giây im lặng, nghe Cường ca tan cay đắng nhọc nhằn. Tự nhủ lòng vượt qua những khó khăn, đời vẫn đẹp như trăng rằm tháng 8. Chia sẻ thêm, những ngày chăm sóc người thân ở bệnh viện ca Tân Triều, tôi bật nhạc của Cường nho nhỏ vừa đủ nghe, có cảm giác hình như khi tiếng hát của em cất lên thì người bệnh bị phân tán khỏi những cơn đau và vui vẻ hơn. Cậu Út có tiếng hát chữa lành, sắp có một chiếc show xinh xinh ngày 15 tháng 9. Nhà mình rủ nhau mua vé ủng hộ cậu ấy nhé. Yêu thương và cảm ơn cả nhà mình nhiều ạ. Đây là một cái trải nghiệm cũng rất là đặc biệt của chị Sang Biển trong cái thời gian chăm sóc người thân ở bệnh viện ca Tân Triều. Ca tức là ung thư đó ha quý vị nha. Những ngày chăm sóc người thân ở bệnh viện ca Tân Triều, tôi bật nhạc của Cường nho nhỏ vừa đủ nghe, thì có cảm giác hình như là khi tiếng hát của em cất lên thì người bệnh bị phân tán khỏi những cơn đau và thấy vui vẻ hơn. Cậu có tiếng hát chữa lành thì coi như một cái điều để ý của chị Sang Biển nha. Cái giọng ca của Cường ngọt ngào tình cảm, cho nên khi
những cái người bệnh đang trong cái đau đớn của bệnh nó hành hạ, cũng như là sau những cái lần mà quá trị và xạ trị đó quý vị, người nó rất là đau đớn, rất là mệt mỏi, rất là khó chịu, nhưng mà nghe những tiếng hát nhẹ nhàng len vào trong cảm xúc như vậy thì cũng giúp cho là người bệnh người ta thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Tôi muốn kể về giọng ca vang lên trong phòng bệnh, át cơn đau giữa định mệnh sống còn, như lời ru và cũng tựa những ước mong, làm đẩy lui cơn bão giông ập tới. Cho tôi kể về giọt lệ rơi nóng hổi, tiếng nguyện cầu để đổi lấy bình yên, giữa đêm khuya giọng ca sĩ thật hiền, thương đời cha gánh ưu phiền cho con lớn. Thì đây là trong phòng bệnh, chị Sơn Biển mở bài Đời Cha nho nhỏ vừa đủ nghe nhá ha. Thì tiếng hát của Cường cũng như là buổi khuya cũng như buổi sớm làm dịu đi những cơn đau. Xin kể về những cơn đau buổi sớm, ca tân triều như gợn sóng ưu tư, và em tôi giọng ngọt tựa lời ru, cơn bạo bệnh như từ từ thuyên giảm. Ai từng qua những tháng ngày vận hạn, cơn bệnh đau như bè bạn ghé nhà, lúc tuyệt vọng xen lẫn nỗi xót xa, nghe giọng ca thiết tha yêu cuộc sống. Cho tôi kể về những tháng ngày gió lộng, nghe Cường ca chợt bỗng thấy yêu đời, và cơn đau tựa những hạt mưa rơi, sẽ tan biến khi mặt trời hửng nắng. Cho tôi kể về những phút giây im lặng, nghe Cường ca tan cay đắng nhọc nhằn, tự nhủ lòng vượt qua những khó khăn, đời vẫn đẹp như trăng rằm tháng 8. Cảm ơn chị Sơn Biển, một cái bài thơ rất cảm xúc nha quý vị ha. Một cái trải nghiệm cũng rất là đặc biệt liên quan tới tiếng hát của Hồ Văn Cường. Rồi, cũng là tiếng ca của Hồ Văn Cường, xua tan những nhọc nhằn, xua tan những cơn đau. Và tiếng ca của Hồ Văn Cường lại là réo rắt, sụp cả nhà rời cái nơi nhàm chán hàng ngày, để sao theo chân Cường đến những vùng đất mới, đúng không quý vị? Như mấy cô cũng có chia sẻ đó, về giờ là coi như đi bữa đi Trà Vinh hành xác mà nó vui đi Trà Vinh hành xác mà nó vui, và bây giờ là muốn đi nữa. Cái trải nghiệm quý vị, cái trải nghiệm muốn đồng hành với con đi trên khắp mọi nẻo đường quý vị, theo tiếng hát của con ở nhà, trong những lúc mà buồn cũng nghe tiếng hát của con, đúng không? Lúc vui cũng nghe tiếng hát của con, và nghe tiếng hát của con lại réo rắt, lại muốn xách hành trang lên để chạy theo con đi trên khắp mọi nẻo đường. Hồ Văn Cường, sứ giả du lịch. Coi đọc, em chưa đọc trước bài này của chị Sơn Biển nha, để coi coi chị chia sẻ điều gì với cả nhà. Vé mua vé, mua vé, nghe vé vé vé. Cái vé mua vé, già trẻ lớn bé tụ tập đua sâu, Sài Gòn mộng mơ 15 tháng 9. Fan ngồi chật kín đợi bé Cường ca, giọng hát thiết tha ai mà không mến. Gần ngày biểu diễn, vé đây, khán giả đông tây, mau mua mua vé. Fan có các bé, có cả cụ già, bạn trẻ như hoa, chú cô tươi rói, sâu đang gần tới, mua vé mày vô. À, nghe về mua vé. Rồi, Hồ Văn Cường, sứ giả du lịch. Hồ Văn Cường là ca sĩ thì ai cũng biết, và nhiều người mê giọng hát ngọt ngào của em. Nhưng tôi chợt phát hiện ra một khả năng tuyệt vời mà giọng hát Hồ Văn Cường mang lại. Đó là khả năng quảng bá du lịch ngọt ngào dễ thương không kém gì một đại sứ du lịch. Khi nghe em hát miền Tây quê tôi, Tiền Giang quê tôi, Trà Vinh miền đất Phúc, Đà Lạt hoàng hôn, thì nhiều fan hâm mộ của em, trong đó có tôi, lại ước mơ khao khát được đặt chân đến những miền đất ấy. Nói không ngoa rằng giọng ca của em đã trở thành lý do để người hâm mộ xách ba lô lên và đi. Từ ngày sóng gió lặng yên sau của Cường ngày càng nhiều và trải dài trên khắp đất nước Việt Nam. Cường đi đến Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Sài Gòn, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, thì các fan hâm mộ của em cũng theo em đu đưa.
Chính là Cường, chính là giọng hát của em khiến cho người hâm mộ của em muốn theo em dài lâu. À, chính em chứ không phải ai khác đã khiến những mầm, những chấm xanh nhiều hơn và dày đặc hơn trên khắp bản đồ nước Việt. Cơn mưa xối xả của Hòa Bình và cơn mưa nặng hạt ở Trà Vinh không làm nản lòng fan hâm mộ. Những chấm xanh yêu thương mặc kệ trời mưa, mặc kệ trời rét, vẫn đứng cùng em đầy vẻ yêu thương và tự hào về em. Sau đêm diễn ở Trà Vinh, tôi lại háo hức tìm hiểu về dừa sáp Trà Vinh và tôi tin là không phải tôi là người duy nhất làm điều đó. Tìm hiểu về thức quả thơm ngon này để biết cách chế biến nó một cách ngon lành nhất. Chính là giọng hát Hồ Văn Cường trở thành điểm nhấn để dừa sáp Trà Vinh được biết đến và tìm mua rất nhiều trong cộng đồng FC Sân Rột Chuối. Cường ngày càng trưởng thành hơn, giọng ca ngày càng ngọt ngào hơn, phong thái biểu diễn càng tự tin hơn. Ai có hẹn với Cường sau 15 tháng 9 gửi giùm cho Sang Biển một cái ôm tới em ấy nha, cả nhà mình ơi. Tại vì nửa tháng sau là Cường sẽ có show ở Hà Nội nha quý vị nha. Cho nên là chuyến này các cô chú anh chị ở ngoài Bắc đi vào cũng được là mười mấy hai chục người đó quý vị. Cũng rất là tuyệt vời nha. Sau tới là nhà mình lại là xách ba lô lên và ông ba chạy theo với Cường quý vị. Nửa tháng nữa là có show ngoài Bắc, nhưng mà ngoài Bắc cũng chạy vô đây cũng mấy chục người nha quý vị nha. Rồi sau đó là nửa tháng thứ có show, nửa tháng sau cũng trong Nam cũng là mấy chục người chạy ra ngoài Bắc đi show với Cường tiếp quý vị. Ông ba chạy theo con. Bị Jennifer vui mà thầy giáo Tèo bị chửi quá trời. Ủa sao em bị chửi vậy? Em ngoan quá trời ngoan mà em quá trời dễ thương luôn vậy mà ai ăn hiếp em chửi em hoài quý vị. Em chửi em mà em không có nghe nên em không có biết nha quý vị nha. Ai thấy bạn Tèo em dễ thương mà bị chửi oan ức như vậy cho em trái tim hoặc số 1 an ủi nha quý vị nha. Em ngoan quá trời ngoan luôn quý vị, dễ thương quá trời dễ thương luôn mà nỡ lòng nào chửi hiểu gì ha. Ai mà bậy quá trời không biết nữa. Tèo ngoan quá trời luôn, không thương thôi mà đi chửi Tèo làm gì nữa, bậy quá luôn. Cường ngày lớn càng đẹp trai. Tới cửa Sang Biển hay lắm và chứa chan tình cảm. Cường là coi như đi tới đâu. Hồi trước á quý vị nhớ không, bài trên báo Tiền Phong đó cũng có một bài họ phân tích vậy đó quý vị. Giờ đang có cái trào lưu đó là du lịch theo ca sĩ đó quý vị. như đợt đó là ai ta có giờ đó ha, là sẽ có thứ nhất là Hạnh Tuấn mà cứ tổ chức sau ở đâu là fan ùn ùn chạy theo tới đó. Đi tới đó rồi ủng hộ sau. Rồi có Hồ Văn Cường, báo Tiền Phong kỳ có nhắc đó quý vị. Cũng vậy, Cường đi tới đâu là xanh ruột chuối, xách vợ ba lô chạy theo. Đi tới đó là tung tăng màu xanh chuối phủ khắp nơi tới đó quý vị. Là cái tình huống mà chị Sang Biển nhắc đây nè, đã báo Tiền Phong có nói đó quý vị. Trào lưu du lịch theo văn nghệ đó. Cứ có idol chạy tới đâu là fan chạy theo tới đó quý vị, rồi sẵn tới đó cái đi chơi luôn. Ví dụ thay vì đi sau bữa đó đúng không, có thể tới trước 2 ngày để du lịch ở đó, đi chơi ngắm cảnh các kiểu xong coi sau xong rồi đi về, còn không thì sao, coi sau xong rồi hôm sau quẩn đãi rồi đó, cái là đi chơi thêm 2-3 ngày nữa rồi cái là mới đi về. Mà thường thường á, để mà coi như có gọi là đi mà đúng bài đó quý vị thì là nên đi trước. Tại vì tâm lý mà xong sau rồi là giờ chỉ có cuốn gói đi về thôi. Cho nên là cái để đi du lịch tiếp á, cái tâm thế lúc đó nó bớt sung quý vị. Còn quý vị có kinh nghiệm nha, quý vị cứ đi ra trước vài bữa, quý vị đi chơi thì cái thời gian đó là mình vẫn còn đang đi sau quý vị. Thì quý vị đi chơi nữa, cái tâm lý quý vị nó vẫn còn, cái độ háo hức nó sẽ cao hơn là xong sau rồi.
xong sau rồi đó, tâm lý quý vị giờ Cường đi về rồi đó quý vị, cho nên tâm lý quý vị cũng mới đi về nha, cho nên quý vị rút kinh nghiệm chỗ đó, có một kết hợp đi sau với đi du lịch thì nên đi trước, sẽ có máu sẽ có năng lượng quý vị, tại vì Cường sắp ra đúng không, Cường sắp tới thì tâm lý mình đi ra đây chơi đúng không, mình đón trước mình đón Cường nó sẽ vui hơn quý vị. Quý vị đồng ý không quý vị? Nếu mà xong sau rồi là Cường đi về rồi quý vị, rồi mình còn ở là mình đi chơi vậy đó quý vị, nó sẽ cảm giác nó thiếu thiếu gì đó. Nói với em là vậy, cho nên là em ít khi nào mà em giảng ở phía sau lại nhiều lắm, mà em là em thêm khúc đầu. Em chứ bất quá là em mệt quá quý vị. Ví dụ như em nhắm chừng cái sau này em chạy em chuẩn bị đúng không? Em làm đuối quá thì em nói thêm một cái ngày phía sau để em ngủ thôi. À, để em nằm dài em ngủ thôi, hoặc là em lê la em trà lết này nọ để cho là hồi phục rồi khỏe rồi đi về, chứ là không có đi chơi. Còn đi chơi em cũng khó nữa quý vị. Xong cái em nói nè, em nói đúng em nè, xong rồi cái là em muốn đi về hoặc là khỏe rồi đi về, còn trước đó thì lo sau không quý vị, không có tâm lý đi chơi nữa. Chà, em cũng khó nha, khó kết hợp du lịch với đi chơi dữ ta. Em phải bỏ cái vụ mà lo sau thì em mới có tâm lý mà đi chơi. Ví dụ như hồi đợt em nhớ hồi ở Medellin đi. Không, hồi Medellin cũng không đúng đâu, Medellin đợt trước. Em nhớ hồi trước em đi sau sao tâm lý em thoải mái đó, mà ta sao giờ em đi sau cái tự nhiên trước sau lại không có thể đi chơi được. Trước sau là phải lo sau không có đi chơi được, mà xong sau cái hết sau rồi cái giờ lo đi về. Lo đi về cái không có tâm lý đi chơi nữa, chỉ có lượng gì bất quá đi ăn đi uống này nọ gì đó thôi quý vị, kiểu mà trà lết đó quý vị, cho nó khỏe ra nghỉ ngơi rồi đi về, chứ không có đi du lịch. À, em cũng kẹt ha, trước thì lỉnh kỉnh đi sau giờ lỉnh kỉnh giống như là đi buôn vậy đó quý vị, thì đâu có đi chơi đi ơi gì được. Sau thì càng không có tâm lý đi chơi nữa, tâm sau cứ nghỉ ngơi. Cái này chắc đúng với mọi người chứ không đúng được với em. Ai chửi mắng thì ta giả điếc ha. Dạ, ai muốn nói gì nói quý vị. Ông dễ thương em Tèo, dạ vậy quý vị. Dễ thương quá trời luôn mà sao đành lòng nào mà chửi em không biết làm chi. Thôi nha, đừng chửi Tèo nữa. Mình sống trong đời này chỉ có một lần, mình hãy dùng thời gian để đi yêu thương nhau nha. Đừng chửi Tèo nữa nha, nhớ các bạn. Nếu gì hen. Vậy thôi nha quý vị, có gì đâu chửi Tèo hoài. Mình chỉ sống trên đời này có một lần, dùng thời gian để yêu thương, mình vui vẻ, mình tạo thêm được nhiều cái giá trị tích cực. Tấm này của bằng Cường cũng đẹp nữa, mà có cái đầu không mà không có cái phần kia, phần thân chút xíu quý vị, đừng làm hình ảnh kia được. Cái này có cái đầu không, có cái mặt biểu cảm với Cường không, hơi uổng. Đây nè, đi sau chị Lan cũng có chia sẻ cái trải nghiệm nè, hình ảnh. Lên khóc kìa. Lần đầu đi dám hôn quý vị, rồi sao đi không dám hôn nữa quý vị. Dạ đấu giá gì nữa quý vị. Quá trời chị Lan luôn nhớ vậy nha, lần đầu nè, lần đầu đi sau của chị Lan nè quý vị. Lên khóc rồi. Trời ơi kìa. Trời ơi kìa.
Bây giờ giá chân của tôi đẹp nha, nay sao không đủ 1000 quá quý vị. Mới chưa đủ 900 nữa. Cho em thêm 20 ngón tay đẹp, 10 ngón tay đẹp nữa, 13 ngón tay đẹp nữa, đủ 900 trước đi. Những ngày đầu đi sau ha, cái từ từ ha quý vị ha, quý vị thấy ha, chị Lan nè, chị Kim Khoa nè, đi sau cái từ từ là ai cũng đẹp hơn quý vị, ai cũng sang hơn, ai cũng đẹp hơn. Ai chị Lan, cái trang bị đồ chuối thêm từ từ nhiều lên đó quý vị, là ngày càng lúc càng nhìn càng ngày càng đẹp. Dạ đây là lần đầu tiên Lan Nguyễn đi sau diễn của con Cường và gia nhập vào nhà xanh chuối. Lúc đó rất là lúa vì xưa giờ Lan Nguyễn chưa từng đi tham gia bất kỳ hội nhóm nào hay đi du lịch bất cứ chỗ nào. Biết con Cường qua cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016 nhưng tới 1 tháng 1 2022 thì mới đi sau của con Cường lần đầu tiên. Tới nay lần đầu tiên thì Lan Nguyễn cũng rất hồi hộp, không biết tới đó mình xa lạ, không biết có ai nói chuyện với mình không, rồi mình phải làm sao. Nhưng không ngờ lần đầu tiên Lan Nguyễn được gặp con Cường trên sân khấu, rồi cảm xúc rất nhiều, rồi lại khóc nhè trên sân khấu, không dám đứng lâu sợ phiền. Nhưng không ngờ con Cường hỏi sao bây giờ cô mới tham gia. Lúc đó Lan Nguyễn nghe con hỏi mừng quá, quay lại nói thêm được một chút nữa. Tuy hình ảnh của hai cô cháu không được đẹp nhưng đây là cuộc gặp đầu tiên của hai cô cháu rất dễ thương. Những lời nói của con làm cô rất xúc động, lúc đó cô rất vui khi gặp được con. Cô không thất vọng vì con biết đối nhân xử thế và gia đình xanh chuối rất yêu thương và rất ân cần với Lan Nguyễn. Rồi từ đó trở đi Lan Nguyễn cảm nhận đây là một gia đình thứ hai của mình. Cô cảm ơn con Cường rất nhiều, nhờ có con mà cô Lan Nguyễn có thêm một gia đình xanh chuối luôn yêu thương cô. Dạ Lan Nguyễn xin cảm ơn gia đình xanh chuối rất nhiều, Lan Nguyễn luôn yêu quý và trân trọng gia đình xanh chuối rất nhiều ạ. À, rất là dễ thương ha quý vị ha. Đi đi sâu mà từ từ á, rồi nhà mình thân thiết hết trơn ha, và biết nhau hết quý vị và quý nhau vô cùng luôn. Đồng hành là có chị Kim Khoa nha, với một cái chị bạn ở bên nước ngoài nữa quý vị, chị Yến Lê nữa. Là hội bà mẹ đó, tối ngày là cứ nhắn gọi nhau tám suốt và về chủ đề là Hồ Văn Cường suốt. Dạ 910 rồi ha chị Vy ha. Dạ không biết nay lên 1000 nổi không đây nè quý vị. Dạ, giờ này mọi người ngủ hết rồi, đâu ai bấm ngón tay đẹp nữa, còn 90 nữa cài hơi khó nha. Là có chị Yến Lê nữa ở bên nước ngoài vậy chứ mà theo dõi ở bên Việt Nam từng ngày nhất cử nhất động của đại gia đình liên quan tới Hồ Văn Cường là theo dõi kỹ lắm quý vị. Xong rồi cái là không một lần tới giờ thấy con lớn rồi không dám hôn nữa. Với lúc đó là coi như cảm xúc bộc phát á chị Lan ha, lúc đó khóc quá trời mà. Lúc đó là cảm động, khóc hụ mà rồi cái là bộc phát đó, còn sao là mình tiết chế lại rồi. Thôi bữa nào không em mình bộc phát lại giống vậy nữa đi. Đó là với chị Kim Khoa, ban ngày là 8 với chị Lan với chị Kim Khoa 8. Rồi ban khuya thì chỉ cái cú đêm, chị 8 với chị Yến Lê. Đất ơi, tối ngày cứ cường con 8 hay mấy bà mẹ 8 với Hồ Văn Cường suốt đó quý vị. Mà không hình dung mấy bà có gì với 8 hoài, ngày nào cũng có chuyện để 8 về Hồ Văn Cường. Đây, đi sau quý vị. Mỗi người một câu chuyện hết, rất vui. Đây là ngoại Nhung, cũng mới chia sẻ.
Hội ngộ xanh chuối. Đây. Huế, Quảng Ngãi gặp nhau ngày lễ, chúc gia đình nghỉ lễ vui vẻ nè. Nhà chuối đi chơi cũng là diện đồ chuối, rồi hội họp nè quý vị. Đi chơi 2/9 nè. Đông vui quá trời. Ghé ra đây ăn kem ha. Ăn kem ngắm cảnh, đi chơi lễ nè quý vị. Nhà chuối gắn kết với nhau thông qua con cường mà thân thiết với nhau như gia đình vậy đó quý vị. Đi tới đâu cũng có đại gia đình hết, đi đến đâu cũng có yêu thương hết quý vị. Em lâu lâu cũng có được gửi bánh trái nữa nha quý vị nha, chứ không phải là chỉ có cường mới được đâu quý vị. Em là ké cường mà em cũng có nữa đó quý vị. Bữa có chị Trung Võ gửi em bánh đậu xanh nữa nè, ăn gần hết rồi mà còn chưa cảm ơn chị nữa nè. Chị Trung Võ nha, em ăn còn một bao nhiêu đây cuối. Em ăn hết rồi, em rỉ rả rả, em sợ mập mà em ăn rỉ rả, nay là còn nhiêu là cái cuối cùng nè. Mà tối nay mấy cảm ơn chị Trung Võ gửi bánh đậu xanh cho em, đặc sản của ngoài quê của chị. Bánh đậu xanh đây khác với bánh đậu xanh ở ngoài Bắc nha quý vị nha. Bánh đậu xanh ngoài Bắc có cô cho bánh đậu xanh ngoài Bắc nữa nè quý vị, cũng đang nhâm nhi nữa. Rồi này là bánh đậu xanh ở ngoài Trung là có tóp gì, có dạng có tóp mỡ trong đó nè quý vị, không phải tóp mỡ, có mỡ chứ không phải tóp mỡ. Ăn nó theo hơi cái mùi nó cũng kiểu gần giống như là bánh bánh trao hay bánh trung thu vậy đó quý vị, kiểu vậy mà nó nướng giòn lên. Còn bánh ngoài Bắc á, thì là làm mịn, làm nhuyễn làm mịn quý vị, nó sẽ kiểu khác. Bánh đậu xanh ngon lắm quý vị. Đại gia đình ở khắp mọi miền quý vị ơi. Rồi bữa đi với Trà Vinh thì em được cho chả bò chả lụa nữa, chị Lan cho nè, ăn hết rồi. Vậy là ăn hết rồi chứ là để nó hư quý vị. Rồi nhà mình thương lắm quý vị, đi tới đâu cũng có đại gia đình. Rồi đi về với Trà Vinh là được cho ăn bánh ít, ăn bánh tét, đủ thứ hết trơn. Rồi có cô mua dừa dứa cho uống nữa quý vị. Dừa dứa cũng mắc tiền nha, mà cho 2 trái quý vị, cho em 2 trái. Rồi em uống 1 trái, em cho cô 1 trái, cho một cô khác uống, 2 cô cháu uống. Dừa dứa nó thơm mùi lá dứa lắm quý vị, mặc dầu là mình không có ướp hương liệu gì vô nha, cái cây dừa nguyên thủy nó vậy đó quý vị. Cây nước nó thơm thoảng mùi lá dứa vậy đó, gọi là dừa dứa. Nhà mình ở khắp nơi đó quý vị ơi, đi tới đâu cũng có người thân, cũng có gia đình yêu thương đó quý vị. Chị Lan Nguyễn còn được không một lần, nhiều người luôn ước mơ mà có được đâu. Dạ. Lúc đó bận ngỡ quý vị, lúc đó bận ngỡ, giờ là tiết chế rồi, giờ không có dám ai về chửi chết luôn quý vị. Lúc đó là coi như là mình chưa biết sợ là gì hết chị Lan ha. Mình còn mới tin mà mình chưa biết sợ là gì, chưa mình chưa hiểu sự khắc nghiệt của cuộc đời cho nên mình không có biết sợ. Còn bây giờ mình đã biết sợ rồi, mình không dám. Đây, hai người đẹp với bé Cường. Nhớ con rồi Cường ơi nha, chị Muôn với chị Xuân nè. Mấy hai bà đây cũng nhiệt tình lắm quý vị, cũng chạy đôn chạy đáo đủ chuyện hết trơn quý vị. Vị Ấn Độ giống bánh chảo ngoài Bắc đó thầy. Dạ, chị Xuân cũng nhiệt tình dữ lắm quý vị, chạy đôn chạy đáo đủ chuyện hết trơn để vun đắp cho bạn Cường. Chị Môn cũng vậy, nhiệt tình vô cùng. Nhà mình ai cũng thương, ai cũng máu lửa, cũng nhiệt tình hết. Hình ảnh ai nấy ha, đi sau với Cường tươi rồi rối quý vị. Thời gian đã đi qua, còn lại những kỷ niệm. Đây là cô Nhất cũng chia sẻ, thành viên gia đình xanh đột chuối. Trong bức hình này, ngoại trừ mình, cũng nhiều người ngồi bên cánh phải sân khấu. Còn có hình ảnh một người được ngồi ghế kế bên,
Thật nghĩ chắc là dân địa phương lúc đó mình chỉ lo ổn định chỗ để ngồi bệt, rồi chăm chăm xem chương trình khai mạc mà không quan tâm đến khi Cường ra sân khấu thì mọi người phấn khích reo vui. Thì lúc ấy mình mới quay qua nhìn, ôi một bà cụ mặc trang phục màu xanh đột chuối. Bà cũng say sưa nghe Cường hát rồi tấm tắc khen ngợi. Chỉ tiếc là mình mãi xem chương trình, đến lúc về không kịp hỏi thăm bà. Với hình ảnh này có ai biết về cụ bà này không? Cho mình biết giới, cảm ơn nhiều. À, ủa bà này em thấy quen mà quý vị. Bà em thấy quen nha, em nhớ có gặp đi sâu rồi chứ không phải là lạ đâu nha. Em nhìn cái hình nó rất là mờ tại vì buổi đêm thiếu sáng nè quý vị, nhưng nhìn dáng của bà em thấy quen nha, có đi sâu rồi nha quý vị nha. Mà em không có biết tên thôi nha, chứ mà bà đây em có gặp rồi, có gặp đi sâu rồi nha quý vị. Cô Nhất chia sẻ ha, thấy tưởng đâu là dân địa phương à, nhưng mà tới họ Cường ra đó quý vị, Cường là lên sân khấu á, thì lúc đó mới nhận ra là đâu là nhà xanh chuối đó à, thì mới biết cô là cũng là thương Cường và ủng hộ Cường, ngồi coi Cường hát mà nhập tâm đúng không, rồi khen ngợi Cường không ngớt nè quý vị. Lúc này mới biết là xanh đột chuối rồi, lo coi sau lúc này không có hỏi thăm được. Nhưng mà em nhìn cái hình của cô Nhất nè, em thấy bà quen nha, có thấy bà đi sâu rồi nha. Có ai biết không, có ai biết bà đây không quý vị? Em thấy quen lắm đó quý vị, có thấy đi sâu rồi đó quý vị. À, có chuyện Lê vô nữa hả? Từ hồi đó tình thương của chị Lan dành cho Cường bị dồn cho nên gặp được sẽ bộc phát thôi, như người mẹ đã lâu mới gặp con. Với lại là thực ra là tình cảm bộc phát lúc đó chứ cũng không có biết là sẽ có phong ba bão táp gì. Cận giờ biết rồi quý vị, cho nên là không có dám đâu quý vị. Chị Lan giờ là sức khỏe không tốt nè, ráng giữ sức khỏe đi. Còn sức khỏe thì còn bôn ba được chị, chứ không có sức khỏe đi là về bệnh, đi về bệnh hoặc là bệnh đi không nổi luôn đó. Cho nên là phải ráng giữ sức khỏe nha, nhà mình cũng vậy, ráng giữ sức khỏe. Cô Khai Minh ơi, hình như là mẹ của cô đúng không cô? À, với Quỳnh Như Quỳnh biết nè. Để em coi ha, coi trong Facebook của cô vị Khai Minh coi có hình của bà không. À, có Hồ Văn Cường chia sẻ nè. Chia sẻ Hồ Văn Cường quá trời nè. À, em chắc ha, mà hình như là phải đó quý vị. Hình như là mẹ của vị Khai Minh đây nè, thấy vị Khai Minh có thả tim nè quý vị, có thả tim nè. Có gặp bà lúc ra về, bà ở Trà Vinh, bà nói biết mình nữa, sao nhiều người biết tôi dữ vậy nè. Cô Dung tóc bạc nè quý vị, cô Dung Tiền Giang nè. Nữa, cô Dung Tiền Giang là nhà mình nhiều người biết lắm nha, nhà sao đâu chứ mình nhiều người biết cô Dung Tiền Giang lắm nè. Nè, có gặp bà lúc ra về nè, bà ở Trà Vinh nói cũng biết mình nữa. À, không dám gọi bằng chị mà gọi bằng gì, hỏi tuổi mới biết là 70-71 gì đó, tại đau lưng cho nên hơi khòm. Trời, bà cũng đâu lớn hơn mình mấy tuổi đâu, thì ra mình cũng già mà không hay cứ tưởng bở. là bà đây cũng có theo dõi nhà xanh đột chuối hết trơn nè quý vị, thấy cô Dung là biết cô Dung, chào hỏi cái cô Dung nè, rành hết trơn nè quý vị.
Cả nhà ai đã thương bé rồi, nếu có sâu mà không đi được là rất buồn dạ. Sen Biển ơi, gọi lại cho mẹ nhé. Mẹ mất điện thoại, mất hết số rồi. Trời ơi, sao mà mất cái điện thoại vậy cô? Cô Liên Hoàng nè, có vị Liên Hoàng. Chị Lan là giờ chỉ có lo mỗi cái vấn đề sức khỏe thôi. Cái gì cũng ổn hết trơn, rồi sức khỏe không ổn nè. Rồi sâu xa làm sao mà đi, đúng không? Rồi mưa gió làm sao mà dầm, sao mà dầm sương dãi nắng nổi nữa. Phải ráng dưỡng sức khỏe. Rồi lên tắm với nhà mình chút xíu nha. Rồi xuống nghỉ ngơi quý vị. Giờ cũng đã 11 giờ rưỡi rồi, xuống ông đi ăn cơm. Chứ này không có skin care quý vị, giờ đói bụng quá, skin care không nổi. Cảm ơn cả nhà nhiều. Đã dù rất là like rất là trễ nha, nhưng mà cũng gần đủ ngàn rồi nè quý vị, 940 mấy lượt thích của cả nhà nè. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cảm ơn các quý vị, các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Quý vị ủng hộ kênh, vui lòng nhớ bấm nút đăng ký và bấm cái chuông để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh. Quý vị yêu thương, vui lòng cho em xem ngón tay đẹp, bấm nút thích để lại thật nhiều bình luận tích cực vui vẻ để tăng tính kết nối với kênh cũng như là giữa các thành viên trong đại gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Giờ xuống đi ăn cơm của quý vị. Đói quá cho nên không có cái phần tắm thêm, cũng không có phần ngồi chăm sóc da kéo cơ gì quý vị nha. Rồi hồi nãy thôi mà chắc xuống đi ngủ luôn quý vị cho sớm, tại giờ cũng 11 giờ rưỡi rồi. Like cái mất công quý vị thức khuya với em, cứu đêm với em nữa quý vị. Cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye cả nhà. Nào 954 rồi quý vị, cũng gần ngàn rồi, cũng rất là an ủi nha quý vị nha. Cũng no bụng rồi quý vị. Ăn like trừ cơm. Ăn like trừ cơm cũng chắc chắc bụng rồi đó quý vị. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Ngủ ngon. Bye bye cả nhà.